anh em ơi. Ui chị cần cái. Thơm nhỉ. Nướng này thơm đấy nhỉ. Đây bẻ con to này mà ăn em ạ. Ui thịt nó này. Wow. Lột da. Thơm không? Thơm không em? Thơm mùi dơm anh ạ. Đây, em ăn đây này. Dao nó dai nhỉ. Dai dai. Đây là lớp vảy mình cạo hết đi rồi đó. Ngon quá. Ngon. Nướng dơm nó thơm. Ngon. Hôm nay đi ăn được nhiều thế nhở? Ừ. Với ăn còn nhiều cá. Ngon nhỉ? Lâu lâu lại đi thả nhỉ? Ừ. Mang nhiều cần hơn thì là đừng nhiều hơn. Dạ. Mang hơi ít cần. Có thời gian làm thêm mấy cần câu nữa mà đi thả câu. Có cả cá rô chứ. Ừ. Có. Cá rô nhiều ấy. Ừ, ngon quá. Cá nó béo. Chắc thịt. Nó dài không nha. Vâng. Ôi, thịt nó ngon thế. Wow. Ừ. Thịt trắng đi nhờ. Vâng. Wow. Cái này mà được con to bằng bắp tay nhờ. Ừ. Thịt ngon thế nhờ. Wow. Wow. Xem này. Ngon chưa đấy. Em ăn đi. Đây. Bóc nốt bên này nhá. Gia vị chấm cũng ngon không em? Dạ.